Good morning, everyone. Today is Friday, 18 June, year 2021. Thân chào tất cả quý vị. Hôm nay là thứ Sáu, ngày 18 tháng 6 năm 2021. I would like to explain about the formula of the total surface area and the formula of volume of a cone. Hôm nay tôi muốn giảng giải về công thức của tổng diện tích bề mặt và công thức về thể tích của một khối trụ hình nấu. This is a cylinder with the base is a green circle. Đây là một khối trụ hình ống có diện tích đáy là một hình tròn màu xanh lá cây. And this is a cone with circle base in green color. Và đây là một khối trụ hình nấu có diện tích đáy là một hình tròn màu xanh lá cây như thế này. Now we concentrate on. Bây giờ chúng ta tập trung vào một. How do we have the formula of the total surface area of a cone S? A equal pi r times r plus h unit square. Chúng ta có công thức của tổng diện tích bề mặt của một hình nấu như thế nào? So we consider this cone. Chúng ta hãy quan sát hình nấu này. This is a triangle. Đây là một hình tam giác vuông. Và chúng ta đo được. And we measure the radius, đường bán kính. It means this. We measure the radius. Chúng ta đo đường bán kính là 5 cm. Here the height và chiều cao. We measure 10 cm. Và chiều cao là 10 cm. And slant. Slant có nghĩa là độ nghiêng. It means this. Độ nghiêng. Thì chúng ta đo được độ nghiêng là 11.2 cm. Now we can see this cone is like this. That the cone. Đây là khối trụ hình nấu. And now we
Cat 88. Và bây giờ chúng ta cắt ở cái cạnh này. And we consider the base circle, cái đường đáy hình tròn, là trở thành một hình quạt như thế này. The circle is this green line. Cái vòng tròn trở thành một cái đường cung như thế này. Now we draw a figure, then we can see it clearly. Và bây giờ chúng ta vẽ một cái hình về trường hợp này để chúng ta nhìn thấy cho rõ ràng. We draw a circle with radius 5 cm in length. Chúng ta vẽ hình tròn với đường bán kính là 5 cm. Example. Ví dụ chúng ta vẽ như thế này. This is the base circle. Đây là hình tròn đáy. Và chúng ta vẽ hình quạt với đường bán kính là bằng độ nghiêng S ở đây. And we draw a sector with the radius equal slant here. The slant 11.2 cm. So we have a circle and a sector. Thì chúng ta có hình tròn và hình quạt. The circle, the green circle is here is the base circle. Là hình tròn màu xanh lá cây như thế này. Và chúng ta có hình quạt với vòng cung này, we call AB, chúng ta gọi là đường cung AB. And the slant, the slant is the radius of the sector AB. Và cái đường nghiêng này là đường bán kính của hình quạt có góc độ là theta. This sector has the angle theta right here. And the circle has the radius R. Và vòng tròn đấy có đường bán kính là A. Now we can see. Và bây giờ chúng ta khảo sát, chúng ta nhìn thấy.
This circle has circumference we could see equal to r pi. Vòng tròn này có chu vi gọi là C là bằng 2r pi, hay là O C equal D pi, hoặc là đường kính nhân cho pi. And this circle has the unit equal r bao to pi. Và vòng tròn này có diện tích là a bình phương nhân cho pi. Now we consider about the sector AB. Và bây giờ chúng ta khảo sát sector AB. We have the arc length AB. The arc length AB equal theta over 360 degree times for two radius, it means 2s pi. But the circumference of the circle here equal the length arc AB. Và chúng ta thấy chu vi của đường tròn đáy này là bằng cho cái chiều dài của dây cung AB này. But dây cung AB arc AB equal C. Arc AB equal to r pi. So therefore, vì thế, we have this we call 1, this we call 2. So therefore the right hand side of 1 here equal the right hand side of 2. It means the right hand side of 1 equal the right hand side of 2. Therefore, vì thế, theta over 360 degree time for 2s pi equal to r pi. Therefore, vì thế, theta over 360 degree equal to r pi divide for 2s pi. We cancel here, cancel here.
So we have theta over 360 degree equal R over S. Như vậy chúng ta có theta trên 360 độ là bằng R trên S. Now, the total area of this cone, tổng diện tích bề mặt của hình nón này là bằng diện tích của hình tròn ở phía đáy cộng cho diện tích của hình quạt. Therefore, the total area of the cone equal the area of the circle plus for the area of sector AB. Như vậy tổng diện tích của khấu trụ hình nón này là bằng diện tích đáy là hình tròn cộng cho diện tích của hình quạt. Now, we know the area of the circle has the formula R bound to pi. Chúng ta biết là diện tích của hình tròn là bình phương đường bán kính nhân cho pi. And the area of the sector, it has the formula theta over 360 degree time for R bound to pi. Và diện tích của hình quạt là theta chia cho 360 độ nhân cho bình phương bán kính và nhân pi. Now, bây giờ chúng ta thấy the total surface area of cone equal the area of circle plus the area of sector at AB. We substitute the number in. Therefore, vì thế, area of circle, this one here, equal R bound to pi plus the area of the sector right here equal theta divided for 360 degree time for R bound to pi. The radius of the sector is S. You see it? Các bạn thấy chứ? So we substitute in, we have S bound to time pi. Therefore, equal R bound to pi time for theta over 360 degree right here equal R over S. So we substitute R over S for here. So we can see that one here equal S here.
Therefore, vì thế, equal are about to pi plus 4 r s pi. Therefore, equal pi r pi here r here. So pi r is the common coefficient. Như vậy, pi r là hệ số chung. Pi r, this one here equal r, this one here equal s. Therefore, the total area of a cone is equal pi r times 4 r plus 4 s square unit as required. Và vì thế chúng ta đã chứng minh được là tổng diện tích bề mặt của hình nấu là bằng pi nhân cho a nhân cho a cộng s đơn vị vuông. Và điều này đã được chứng minh. It's right here. Now we substitute the number in. Bây giờ chúng ta thế số vào. Therefore, vì thế, tổng diện tích bề mặt của hình nấu này pi r 5 cm in length times 4 r 5 we plot for s slant 11.2 equal 5 pi times 4 16.2. We must double check. Chúng ta phải kiểm tra lại là máy tính phải nằm ở trong degree. So we have degree here. That's okay. Now, 16.2 times 5 we have 81 pi. So the answer is 254.50 centimeter square two. Như vậy chúng ta có tổng diện tích của bề mặt của hình nấu này là 254.50 centimeter vuông. Now, we turn to part 2. Và bây giờ, chúng ta tập trung vào phần thứ nhì. So how do we have the formula of volume of a cone as r about to pi times 2 divide 3. Chúng ta có công thức của thể tích của hình trụ nấu như thế nào? Now we concentrate definition about volume and
capacity. Chúng ta định nghĩa về thể tích và dung tích. A. The volume of a solid E, the amount of space it occupies. Volume is measured in cubic unit. Thể tích của một vật ráng là khoảng không gian mà nó chiếm. Thể tích được đo bằng đơn vị khối. B. The capacity of a container is the volume of fluid which it may contain. Dung tích của một bình chứa là thể tích chất lỏng mà nó có thể chứa. 1 cubic centimeter equal 1 mil. 1 cm khối là bằng 1 ml. 1 cm khối là đơn vị của thể tích, còn 1 mil là đơn vị của dung tích. 1 cubic centimeter is the unit of the volume. 1 mil is the unit of the capacity. 1 lit equal 1000 mil equal 1000 cubic centimeter. Now we consider the cylinder again. Bây giờ chúng ta quan sát lại hình trụ ống này. Hình trụ ống này được đo là đường kính là 5 cm. Its radius is 5 cm. And the height is 10 cm. Và độ cao là 10 cm. Now, we are finding the volume of this cylinder. Và bây giờ chúng ta tìm thể tích của hình ống này. We have volume of cylinder equal area of base times for height. Area of base is area of circle times for height. Area of circle equal r about 2 pi times height. It means 10 centimeters here. Equal 5 bao to pi times for 10 equal 25 pi times for 10 equal 250 pi. So we take the calculator, chúng ta dùng máy tính TI. Two hundred fifty pi. We have a 785.4 cubic centimeter. Thì chúng ta có được là 785.4 centimeter khối. Ý có 785.4
Miêu. Now, bây giờ chúng ta thấy rằng, now we consider this situation again. Bây giờ chúng ta quan sát lại trường hợp này. If this cylinder is filled with water and this cone is filled with water as well, we place if this cylinder is filled with water, nếu hình ống trụ này là chứa nước, and this cylinder is filled water too, và nếu hình ống này, khấu trụ hình ống này cũng chứa đầy nước, and we place slightly, và chúng ta đặt hình ống trụ vào. Hình khấu trụ ống. Then one third of the volume of water of the cylinder will be spilled out. And this is the volume of the cone. Có nghĩa là nếu hình ống trụ này được đổ đầy nước và hình khối trụ hình ống này cũng chứa đầy nước, và chúng ta đặt nhẹ hình trụ ống vào, thì 1/3 thể tích của nước trong cái hình trụ ống này sẽ được tràn ra ở ngoài. Và đây là thể tích của hình ống. So therefore, vì thế, volume of cone equal one third volume of cylinder. Thể tích của hình ống thì bằng 1/3 thể tích của hình trụ ống. We take 875.39. We divide by 3. The answer is 261.8 centimeter cube. This is the volume of the cone. Và đây là thể tích của khấu trụ hình ống. It means the volume of the cone equal volume of the cylinder divided by 3. Nó có nghĩa là thể tích của hình ống là bằng thể tích của cylinder chia cho 3. R bao thuộc pi h. This is the volume of the cylinder. Đây là thể tích của hình trụ ống chia cho 3, là thành công thức
thể tích của hình nấu. Now we double check. Bây giờ chúng ta thử lại. We substitute the number in. Are about to. It means 5. About to 5. H. It means 10. We have here 25 pi times for 10 divided by 3. We have 250 pi divided by 3. So 250 pi divided by 3, we have 261.80. 261.80 centimeter cube or cubic centimeter. So this one equal 261.80 mil. 261.80 mil. So we have this answer, same the answer above. Như vậy chúng ta có cùng đáp án như phía trên. So we conclude. Vì thế chúng ta kết luận. If a cone has the same radius and the same height as a cylinder, then its volume is 1/3 of the volume of the cylinder. Nếu một khối hình nấu có bán kính và chiều cao cũng bằng bán kính và chiều cao của khối trụ ống, thì thể tích của nó bằng 1/3 thể tích của khối trụ ống. So you should understand and remember these two important formula of the cone and apply them into your problem solving. Vì thế quý bạn nên hiểu và nhớ hai công thức quan trọng này của khối trụ hình nấu và áp dụng chúng vào việc giải toán của quý bạn. Thank you so much for your time to view this video clip. Cảm ơn quý bạn rất nhiều về thời gian của quý bạn khi xem thước phim này. I wish you all the best. Tôi chúc tất cả quý bạn mọi điều tốt đẹp nhất. Bye now and see you again. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại.